Ở phần từ ngữ theo chủ điểm ngày hôm nay, cô và Tuleha sẽ giúp các con có thêm những từ ngữ thông qua bài tập. Và bài tập đầu tiên của chúng ta là phân loại các từ theo nghĩa của tiếng Tài. Ta có các từ bắt đầu bằng từ tài, đó là tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng và tài hoa. Những từ này con cần phân theo hai nghĩa. Đó là tài có nghĩa là khả năng hơn người bình thường và tài có nghĩa là tiền của. Chúng ta cùng phân loại từ nhé. Ta sẽ bắt đầu với từ tài giỏi. Tài giỏi, đấy là từ để chỉ người tài. Chúng ta vẫn hay gọi là có tài. Như vậy, tài giỏi để chỉ khả năng hơn những người bình thường. Vì thế, ta xếp vào nhóm thứ nhất. Từ tiếp theo, từ tài nguyên. Tài nguyên được hiểu là nguồn của cải trong thiên nhiên, chưa được khai thác hoặc đang tiến hành khai thác. Như vậy, từ tài nguyên có tiếng tài mang nghĩa là tiền của. Vì thế, ta xếp vào nhóm thứ hai. Tiếp tục với từ tài nghệ. Tài nghệ có nghĩa là tài năng điêu luyện trong nghề nghiệp. Vì thế, chúng ta sẽ sử dụng từ này trong nhóm thứ nhất. Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường. Chúng mình cùng tìm hiểu nghĩa của từ tiếp theo, đó là từ tài trợ. Tài trợ có nghĩa là giúp đỡ về mặt tài chính. Như vậy, giúp đỡ ở đây là giúp đỡ về tiền của. Cho nên ta xếp trong nhóm thứ hai.